Xin chào quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tái ngộ quý vị. Thưa quý vị, để không mất thì giờ thì chúng tôi xin đọc những bài báo mà chúng tôi thấy cần phải đọc ngay. Bởi vì thưa quý vị, sau này có những cái bài báo mà chúng tôi nhận được quý vị gửi đó, thấy cái chủ tiêu đề cũng rất là hay, nhưng mà vô tìm thì là không có. Nó không có, bị gỡ xuống rồi. Dạ, báo nhà nước thì nó có cái báo gì thì báo điện tử mà cái dán với gỡ nhanh quá. Không biết tại sao. Mới thấy bữa trước bữa sau là cái dán lên rồi gỡ xuống rồi dán lên. Rồi báo điện tử đó nha. Dạ. Thì quý vị, cái này chuyện này xảy ra ở thành phố mang tên Bác. Cái gì mà tốt đẹp thì là của Bác. Cái gì xấu là của Sài Gòn. Nhưng mà cái này nó vẫn dùng tên của Bác. Chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo, di dời dân đã một năm vẫn chưa có tiền để tháo dỡ. Sau một năm hoàn thành di dời 20 hộ dân, Ủy ban Nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa tháo dỡ được chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo vì chưa có tiền. Tức là cái chung cư này nó xuống cấp. Và ở quận 5 đó, người ta đã báo là cái chung cư này nó có thể bị sập đổ, nó rất là nguy hiểm, đã có biển cảnh báo rồi để tránh việc người dân đi lại gần. Tuy nhiên vỉa hè phía trước vẫn có nhiều người dân để xe và đi lại. Hơn nữa tuyến đường Trần Hưng Đạo khá đông xe cộ đi lại. Thì chúng tôi không biết tại sao mấy ông ấy bảo rằng là cái chung cư này nó mình phải di dời dân bởi vì nó nguy hiểm mà. Nhưng mà ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 ông nói nè, hiện nay do vướng mắc. Tôi thấy hình như là cái chữ vướng mắc này nó trở thành một cái chữ rất là quen thuộc hả. Quận chưa bố trí được nguồn vốn cho dự án nên chưa tháo dỡ. Ông Trung cho hay theo hướng dẫn của các sở ngành thành phố thì quận 5 phải lập dự án đầu tư trụ sở cơ quan để ghi vốn tháo dỡ và bồi thường đối với chung cư. Trong đó sẽ bố trí vốn ngân sách để tháo dỡ chung cư dự kiến là khoảng 1 tỷ và vốn để bồi thường cho các hộ dân thuộc chung cư dự kiến là hơn 80 tỷ. Hiện nay phương án bồi thường cho các hộ dân quận cũng đang chờ hướng dẫn đối với khu đất chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo sau khi giải tỏa. Đây cái chỗ này nè, Ủy ban Nhân dân quận sẽ dùng để xây trụ sở cơ quan của quận, ông Trung cho hay. Thưa quý vị, anh thấy bây giờ nhà nước Việt Nam mình hay cái một chỗ đó là xây rồi bỏ thì nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cái đó thì có tiền. Anh xây rồi 5 năm bỏ, 10 năm bỏ là từ Bắc cho tới Nam. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cái khu chung cư tháo dỡ đó thì không có tiền. Đấy, không có tiền tháo dỡ. Nhưng mà nếu mà tháo dỡ xong rồi đó, tới lúc xây cái trụ sở của Ủy ban Nhân dân á thì tôi nghĩ sẽ có tiền. Đấy, cho nên là nhà nước mình có cái anh cũng phải thông cảm. Tại vì tháo dỡ thì ăn cái gì? Lấy cái gì ăn? Không lẽ ăn mấy cái bê tông mà cái gạch đá vụn này đó, nó có gì ăn, không ăn được. Mà ăn, nếu có ăn thì cũng ăn ít quá. Cho nên cái chuyện đó mình cứ từ từ mình làm. Còn những cái chuyện mà mình có ăn được ấy, tại vì làm việc bây giờ cán bộ cũng có nhiệm kỳ ấy. Trong cái nhiệm kỳ này á, mà nếu mình không xây á thì mình không có ăn. Cho nên mình kiếm cái chỗ nào mình xây thì mới có ăn, xây thì mới có cất. Còn nếu mà bây giờ mà chỉ có phá dỡ không thì sẽ để cho thằng nhiệm kỳ tới nó làm. Nhiệm kỳ này mình để khoan làm, đã mình kiếm cái chỗ nào có ăn mình làm. Mà thưa với anh á, là kết luận kiểm định của năm 2017, chung cư cũ này có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường. Nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể cần phải di dời phá dỡ khẩn cấp. 2017 cho tới bây giờ là 7 năm là khẩn cấp đó. Nhưng mà đến đầu tháng 3 năm 23 thì thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, quận 5 đã hoàn thành di dời 20 hộ dân về nơi mới tại chung cư An Phú, quận 6. Như vậy đến nay sau một năm hoàn thành di dời 20 hộ dân, Ủy ban Nhân dân quận 5 vẫn chưa tháo dỡ chung cư cũ và bồi thường cho các hộ dân vì chưa có tiền. Trong khi đó thì ông Nên đó là bí thư thành ủy, ông cứ ra rả, ông nói là thành phố bây giờ là cứ hưởng cái quy chế mới, được độc lập về vấn đề tài chính, không phải chờ đợi, không phải xin cho, chờ đợi từ trung ương nữa, mình tự quyết định hết các thứ. Và còn bảo là hình như là phải giống như Singapore phải không? Phải làm sao cho thành phố Hồ Chí Minh giống như Singapore. Thì cái vì xây á thì chúng tôi xây chỗ nào cũng xây 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ, mấy trăm tỷ, có khi ngàn tỷ. Xây rồi bỏ, xây rồi bỏ, xây rồi bỏ.
bây giờ có cái dở không có tiền dở. Yeah. Mà chúng tôi không hiểu sao những cái khu vực như thế này, những cái khu vực mà dân cư như thế này tự nhiên phá bỏ đi, thì mình tưởng là phá bỏ đi rồi xây một cái chung cư mới cho người dân đến ở phải không? Không, xây ủy ban, trụ sở ủy ban, xây chẳng biết sao. Nói chuyện xây dựng thành phố Vinh, anh vừa nói chuyện thành phố mang tên Bác. Còn đây thành phố là thành phố ở quê hương của Bác, thành phố Vinh, Nghệ An, gần gần đó. Thành phố Vinh sẽ có bức tượng Lenin bằng đồng nguyên chất nặng 4,5 tấn. Bức tượng Lenin được đúc tại Liên bang Nga và vận chuyển sang lắp đặt tại thành phố Vinh, Nghệ An. Bức tượng nặng 4,5 tấn, cao 3,6 m, chất liệu bằng đồng nguyên chất. Theo đề xuất của tỉnh Ulyanov, để đây là phiên âm rõ ràng cho rất là dễ đọc, Liên bang Nga, tượng Vladimir gì đó Lenin sẽ được anh Sáu Lenin sẽ được xây dựng tại thành phố Vinh ở Nghệ An. Đồng thời phía tỉnh Ulyanov đúc tượng Lenin tại Liên bang Nga và vận chuyển sang lắp đặt tại thành phố Vinh. Vì chính quyền Ulyanov tặng tượng với Lenin cho tỉnh Nghệ An nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thực sự là bây giờ nói quan hệ chiến lược mà hai nước á, thì thí dụ bây giờ khi mà mình ký một cái hiệp ước mà quan hệ chiến lược như vậy đó, lỡ ra nước mình, Việt Nam mình bị nước nào nó tấn công, nó xâm lăng, thì Nga sẽ trên nguyên tắc là nguyên tắc đối tác chiến lược mà sẽ ủng hộ mình, sẽ đứng về phía mình, phải không ạ? Nhưng mà Việt Nam bây giờ chỉ có tranh chấp một nơi thôi, đó là Trung Quốc. Và tôi hỏi anh chứ nữa, mà có chiến tranh xảy ra mà Việt Nam và Trung Quốc thì Nga đứng về phía nào? Ồ, cái đó là chuyện của Trung ương, cái này tỉnh, cái này chỉ hai cái tỉnh với nhau thôi, cái Vinh với thành phố này thôi. Đang nói quan hệ giữa hai nước mà anh. Không, đó là giữa hai tỉnh. Anh nhìn lộn, anh nhìn lại là đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Ồ, báo tôi, anh báo gì? Ồ không, tôi lúc đầu trên là thắt chặt quan hệ hợp tác tốt đẹp với hai tỉnh, hai tỉnh trước, rồi mới tới hai nước. Anh cơ kỹ là anh có phải báo đảng thôi, là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng. Nhưng mà thưa mấy ông ở Nghệ An, mấy ông phải coi chừng. Chúng tôi thực sự đang về cái vấn đề mà xây dựng với những cái gọi là khí tài mà từ Nga mang sang, bây giờ mình cũng đặt câu hỏi rất là lớn, tại vì bằng chứng những cuộc chiến xảy ra giữa Nga và Ukraine đó. Thì khi mà chiến tranh xảy ra, người ta mới khám phá ra cái vũ khí của Nga nó rất là tồi tệ, nó rất là về cả về lượng lẫn về phẩm. Nè. Cho nên tôi cũng không biết là phải kiểm tra lại coi có phải là ở cái thành phố Ulyanov đó, nó đúc tượng mới Lenin nó đưa sang đây hay không, hay là nó lại moi đúng rác anh ạ. Nó moi đúng rác về cái nó xịt nước, nó xịt rửa đi rồi nó mang sang tại bên đó, tượng Lenin nó vào thùng rác hết rồi. Cái này nó mang rác sang nó đổ bên mình thôi. Mà thưa với anh là cái chuyện mà chiến lược gì đó thì mình bỏ qua một bên. Nhưng mà tôi nói đây là cái chuyện nó rất là vớ vẩn ở cái chỗ bây giờ Liên bang Nga nó không còn nữa. Bởi vì Liên bang Nga còn, Xô Viết thì không còn. Xô Viết thì không còn. Nhưng mà thưa với quý vị là bây giờ đã biết bao nhiêu mấy cái nước ngày xưa thuộc của Liên bang Xô Viết đó, nó đã kéo tượng Lenin nó vứt đi. Rồi bây giờ mình mang cái tượng về, mình nó đưa cho mình, nó đem rác nó bỏ cho mình. Và thành phố Vinh, Nghệ An là cái thành phố nghèo chứ không, mà tự nhiên bây giờ đó chúng tôi cũng có bài báo đó, tức là ở thành phố Vinh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố khởi công xây dựng cái bệ để mà đặt cái tượng đó. Đúng rồi, phải làm công viên vào năm 20. Diện tích hơn 1,000 m², bệ đặt tượng, cái bệ là cao 3 thước, chất liệu bằng thép, mặt trước khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt là Lenin 1870 và 1924, mặt sau là khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nga. Thì quý vị, những cái chuyện nó rất là vui duyên và nó trơ trẽn nữa. Bây giờ Lenin bây giờ bên kia nó đã kéo xuống, nó lôi xuống, nó vứt. Và bây giờ tự coi và đối với người dân Nga bây giờ, những người mà người ta phải nói là thù hận cái chế độ cộng sản sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ bảo tàn, bị đàn áp, bị bóc lột như vậy đó, họ rất là thù hận cái chế độ đó, và họ coi Lenin là cái kẻ gây ra tai họa, tội đồ chính của dân tộc Nga. Như đó. Bây giờ tự nhiên cái mình mang cái tượng của Lenin, mình phải tốn công tốn sức tốn tiền tốn bạc mình xây cái bệ, mình rước một cái rác của nó bên kia, bây giờ nó không sàn đem nó đổ cho mình để mình sử dụng lên, mà còn bảo rằng thưa quý vị, chúng tôi trả đây là cái chuyện mà mấy ông là đặt chuyện ra,
nó bảo rằng là cái này là tình hữu nghị, rồi là làm cho đây đây thể hiện tình cảm thiêng liêng. Anh xem coi chừng kia nó có nhạc rồi kìa. Công trình tượng Lenin thành phố Vinh tượng trưng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nga, đồng thời là biểu tượng văn hóa nghệ thuật thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai tỉnh dành cho nhau. thưa quý vị, bây giờ người dân ở Vinh á, người ta chỉ lo cơm áo gạo tiền, tôi lo là ở đời sống ở ngoài đó nó khó khăn, khó khăn hơn cả những tỉnh khác miền Trung mà. Nhưng mà bây giờ ở đâu mà dân của Vinh và dân của cái tỉnh cái gì đây, cái tỉnh gì đây, Ulyanov mà nó là tình cảm thiêng liêng nhân dân hai tỉnh dành cho nhau, nó chả không có dành cái chuyện gì cả. Tự nhiên cái rước lấy cái đống rác về bỏ. Thưa quý vị, thưa với anh là ngay cái tượng Lenin mà ngày xưa đó nha, người dân Hà Nội người ta đã có những cái sự phản kháng, dĩ nhiên là không phải phản kháng một cách mạnh mẽ, nhưng mà người ta có những cái câu rất là hay như thế này: ông Lenin ở nước Nga, sao ông lại đến vườn hoa xứ này? Ông trợn mắt, ông chỉ tay: tự do độc lập chúng mày còn lâu. Cái thời đó người ta đã nói như thế. Bây giờ thế kỷ 21 rồi mà còn đi vác cái tượng của Lenin nó đem về dựng ở Vinh, tôi chả hiểu, không làm cái trò gì chả hiểu. Thì dĩ nhiên là còn nhiều, rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể hiểu nổi xảy ra trên đất nước nó vớ vẩn. Thưa vị, đây là vớ vẩn. Và theo tôi đó, nếu mà mình nói là mình là dân chủ chứ gì, thì mình trưng cầu dân ý đi. Mình hỏi người dân thành phố Vinh đi, ai muốn làm cái chuyện này, và người ta dự kiến là sẽ khánh thành cái tượng này vào ngày 15 và 16 tháng 4 của 2024 sắp tới rồi. Bây giờ mình hỏi thử người dân ở trong thành phố Vinh đó, là ai đồng ý cái chuyện này, người ta có phấn khởi, có hồ hởi không? Thưa quý vị, đúng là làm cái chuyện dân gian người ta dùng cái chữ rất là hay là làm cái chuyện rùi bu này, đúng là rùi bu. Anh nói cái chuyện hỏi, anh mà hỏi dân, hiện giờ tôi hỏi anh, tôi hỏi anh là bây giờ tôi muốn thắc mắc mấy ngày hôm nay tôi suy nghĩ cái chuyện ông Võ Văn Thưởng, tôi vẫn áy náy, tại vì trước đây tôi mà cái thời mà ông còn làm trưởng ban tuyên giáo trung ương, cái thời đó là lúc đó là anh là bạn của ông, anh nhắc đến tên ông ấy hơi nhiều. Hồi đó là báo chí nào đang rầm rộ ông tuyên bố hết cái này đạo đức, cái này cách bạn kia, những các thứ bài học này bài học kia, các thứ. Bây giờ khám phá là ông tội tày đình đến nỗi mà phải tự xin nghỉ việc. Thì tôi hỏi anh là thế thì những cái bài báo hay những cái lời tuyên bố, những cái buổi hội thảo mà ông dõng dạc ông tuyên bố chủ tọa như vậy, cái thời gian đó ông dạy dỗ mọi người á, hóa là đồng chí nói láo hết à? Bây giờ trên internet người ta hay trích lại những cái đoạn đó. Ông ấy nói hay lắm. Ông nói là các người dân, cán bộ phải nghĩ làm sao để người dân có cái tâm trạng là khi có cái việc gì đó, người ta nghĩ ngay là mình có quen với ai không. Đây là những lời giáo huấn của đồng chí chủ tịch nước. Cho nên bây giờ đó có thêm cái tội mới là lợi dụng ảnh hưởng với người thân quen. Chứ cái vụ mà đàn em của mình đưa tòa đó, thì có cái vụ, có cái tội đó, cái tội này tội mới sáng chế là lợi dụng là sự quen biết ảnh hưởng với người đại khái là mình quen biết để những cái thế lực, những người có thế lực để mà trục lợi cho cái bản thân mình, thì mình thêm có thêm cái tội nữa. Cái tội đó thì trong hiến pháp mình không có ghi. Cho nên những người mà bây giờ lỡ ra mà có bố làm chủ tịch, có mẹ làm bí thư, những cái thứ đó thì không phải để ý, vì không chừng mà mốt bị mang cái tội đó, tội là con của bí thư, con của chủ tịch. Như vậy là ông Thành bây giờ ông là Võ Văn Phạt chứ không phải Võ Văn Thưởng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay.
Eco Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Eco Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì trước khi qua những bài báo khác thì chúng tôi có một cái chi tiết về Lenin. Đúng rồi, thế này. Sang rồi, sang Việt Nam rồi. Ờ, sang rồi. Nhưng mà nằm ở Hải Phòng. Nằm ở Hải Phòng, đúng rồi. Nằm ở ngoài trong kho. Bây giờ đang được bảo quản. Đồng chí anh Sáu Lenin đang nằm trong nhà kho bảo quản. Qua, tức là chuyển vô Hải Phòng hồi tháng 10, ngày 10 tháng 10 năm 23. À, rồi đã cập cảng rồi, thành phố Vinh tổ chức vận chuyển về Vinh á, ngày 14 tháng 11. Thế là đóng thùng Hải Phòng đưa về Vinh. Thế bây giờ đang nằm trong đó rồi, đợi cho tới ngày rồi, tại vì lãnh đạo tỉnh của Ulyanov chưa sắp xếp được lịch, chưa tổ chức được đoàn công tác sang thăm làm việc và khánh thành tượng của Lenin. Thưa quý vị, tức là Lenin bây giờ vẫn nằm trong kho. Giờ ngày xuất kho rồi mới dựng lên. Tôi không biết. Người bạn này đón tiếp có phải đoàn từ Ulyanov sang đấy, thành phố lúc mà sang chắc cũng tốn nhiều tiền, phải mua rượu vodka rồi này kia, rồi ăn nhậu tưng bừng này kia, phải chứ, đâu có phải liên hoan này, hội họp này kia, chắc nhiều thứ lắm. Giờ đâu có phải lại có cái dịp để cho các đồng chí nhà mình có bữa nhậu. Rồi bây giờ cái vụ mà bắt nhốt á anh, yeah. Anh còn bắt ai nữa không? Tuần này thì tôi lại không để ý đến cái vụ đó. Ô, tôi mới bắt được. À, bắt được cán bộ hả? À, bắt có. Tôi hứa với anh là tuần nào tôi cố gắng tôi đưa lên. Tôi hết trường hợp vì tôi thấy mỗi lần chúng tôi đọc báo, chúng tôi cứ nhớ giống như mấy đứa nhỏ nói chơi game á. Bây giờ Việt Nam kêu là game thủ đó, cái trò chơi điện tử. Ê, tôi bắt được một con mày, tôi bắt được hai con, bắt được ba con. Dạ, chúng tôi giờ tuần nào chúng tôi cũng có đứa để bắt. Tuần nào bắt được ai? À, để tôi coi nha. Tôi bắt được rồi, tôi bắt. Ủy ban kiểm tra trung ương gì đây? Ủy ban kiểm tra trung ương, à cái này chưa bắt, mới là cách chức tất cả các chức vụ trong đảng thôi. Tức là giai đoạn đầu từ phải cách chức là chứ, còn lại người ta còn đang chức ủy viên trung ương đảng ngồi đó mà anh bắt vào tù thì rất kỳ quá. Điều tiên là phải cách chức đã, rồi cách chức là bước tiếp theo là bắt theo. Rồi anh đợi khi nào anh bắt lên cho tôi biết, bây giờ tôi bắt trước. Bắt giam một phó cục trưởng Bộ Công Thương, mở rộng điều tra vụ án xuyên Việt Oil. Đây là quý vị, cái chỗ nào nó cũng có. Cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan, trong đó có phó cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Thông tin tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra tiến hành tố tụng vụ án liên quan xuyên Việt Oil. Hiện nay cục an ninh điều tra A09 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án trên, gồm có Trần Duy Đông, phó cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, bị bắt về tội nhận hối lộ.
Ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng công ty Xuyên Việt Oil, và ông Nguyễn Tiến Long, trưởng phòng kinh doanh công ty Xuyên Việt Oil, cũng bị bắt về tội đưa hối lộ. Thì quý vị cũng đưa hối lộ rồi còn phù phép giấy tờ kê khống nè. Hay như là xúc cho người ta là một lít thì là trên giấy tờ thì đã là 10 lít, ví dụ như vậy. Là nó có nhiều chuyện lắm. Thì thưa quý vị, thế như thế thì làm sao mà xăng dầu nó giá nó bình ổn được. Nhưng mà giờ ý chúng tôi muốn nói là không biết tại sao mà không có tuần nào chúng tôi đọc báo mà không có bắt. Mà lĩnh vực nào cũng có cả. Hay là, y tế rồi là bây giờ là về bất động sản, ngân hàng, bây giờ xăng dầu chỗ nào cũng bắt. Mà thưa quý vị, đã lên tới phó cục trưởng nha. Không phải tự nhiên mà lên được đâu. Phó cục trưởng. Cho nên chúng tôi nghĩ là ông Võ Văn Thưởng mà ổng không, người ta không cho ổng làm chức chủ tịch nước nữa. Và người ta truy cái tội ổng lại đó những năm trước đó. Thì tôi nghĩ cái tội nặng thiệt á. Vì ổng là tuyên giáo trung ương mà. Đúng rồi. Ông tuyên giáo trung ương mà ổng dạy sao mà giờ cán bộ thôi. Lúc nào cũng là cương lĩnh chủ trương đường lối của đảng là vững vàng, là ngọn đuốc sáng, vân vân và vân vân. Thế mà giờ nó bắt liên tục. Mà không chừng mai mốt nó bắt ổng luôn. Ủy ban kiểm tra trung ương cách chức tất cả chức vụ trong đảng với ông Nguyễn Hồng Minh, báo Vietnamnet. Của anh vừa rồi mới là phó cục trưởng đó phải không ạ? Còn đấy ông này, ông Nguyễn Hồng Minh là nguyên tổng cục trưởng nha. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bị cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Thì mình cũng thắc mắc sao mà tội nặng đến cái độ mà phải cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Cái tội phải lớn lắm phải không ạ? Thắc mắc ở đây cái chỗ là cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội có gì mà ăn anh? Ăn cái gì? Sao lại không? Tiền. Tức là ví dụ như là bây giờ những gia đình neo đơn, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương binh thì nhà nước có cái chính sách là bây giờ hỗ trợ cho người ta bao nhiêu tiền. Ví dụ như là bây giờ tôi hỗ trợ cho người ta là 10 đồng thì mình hỗ trợ 5 đồng thôi. Mình hỗ trợ cho mình. Thế thì trả lời không? Anh nên nhớ rằng là với sức người sỏi đá cũng thành cường. Đấy. Đảng và nhà nước Bắc Hồ đã dạy như thế. Bàn tay ta làm nên tất cả. Cho nên chỗ nào cũng có cái đề án cả. Sỏi đá mà nó cũng thành cường. Không có gì bây giờ. Thương binh hả? Cái bộ mà lo về lao động, lo về cái người dân lao động đi làm, công an việc làm, đời sống của người ta, lo về thương binh xã hội, tức là bộ mà nói về cái tấm lòng nhân ái của đảng, phải không ạ? Với tình biết ơn của dân đối với quân, vân vân và vân vân, những cái dạt dào tình nghĩa như vậy mà cũng ăn được, tôi không hiểu làm sao. anh đừng nói, anh nhớ hồi mấy năm trước á, ngay cả cái mộ liệt sĩ mà nó dám, xin lỗi quý vị, nó dám lấy xương chó, xương mèo, xương trâu nó bỏ xuống, nó nói xương liệt sĩ, rồi nó đi mua mấy cái ví dụ như là mấy cái bình đựng nước, quân trang, quân dụng đó, nó mua cái đồ chợ trời ấy, nó bỏ xuống, nó bỏ đồ của liệt sĩ, như thế mà nó còn ăn được không gì. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Thế thì tội gì? Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề. Ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Đọc chết rồi, cái mình chẳng biết cái tội gì, nhưng giá cái vụ gì phải nói cho rõ. Chẳng hạn như ăn chặn gói thầu, thì gói thầu đó là gói thầu gì, thầu trong mục đích xây dựng cái gì, hay làm cái gì, cung cấp vật liệu hay cung cấp cái gì làm gì, cho nó là số tiền thất thoát là bao nhiêu, xảy ra vào thời điểm nào, những dính líu đến ai. AIC thì cái bà nhà nhà bà đi vắng rồi, bây giờ không kiếm được bà, không tìm được bà, không biết được cái nguyên nhân của cái đập cảm cái bài báo. Thật sự mình chẳng biết là mấy ông này bị cách chức mọi chức vụ trong đảng như vậy là tội gì. Anh cũng nên thông cảm như thế này. Bây giờ nếu mà kể ra đó thì nó dài dòng, mà thì chỉ có tham nhũng và hối lộ đó. Thế thì bây giờ tham nhũng như thế nào, bao nhiêu
cái vụ nào xảy ra năm nào ở đâu dính líu đến anh. Tôi hỏi anh làm như thế. Anh báo chí luôn thì mình không. Tôi hỏi anh làm như thế quân ngủ đâu mà làm? Nó nhiều quá, nó quá nhiều không kể xiết. Ủy ban điều tra biết hết. Nó như quân nguyên đấy mà. họ biết hết rồi. Họ đã quyết định rồi, tức là họ phải có bằng chứng cứ rõ ràng. Thì nhiệm vụ của báo chí là phải tìm hiểu, rồi thông báo thông tin cho mọi người. Như vậy mới là thực hiện chính sách của đảng đó để báo chí truyền thông. Anh nói như vậy tội nghiệp cho báo chí. Sao? Bởi vì ngay cả mấy cái ông mà xét xử đó, nhiều khi ông cũng có cái bản sẵn rồi, ông đọc như thế, để báo chí lấy đâu ra? Thì mượn cái bản đấy mà đăng lại. Thì đó, đây là mượn cái bản đăng lại. Bà nói thì khi ra tòa thì cũng phải nói ông này tội bao nhiêu, bao nhiêu tiền, bao nhiêu chia, bao nhiêu ông bảy, ông ba hay là thất phạt bao nhiêu. Phải nói cho rõ ràng. Tòa như thế. Cảm ơn nhà nước như vậy mà làm ăn, anh đâu cảm ơn đảng. Trên đã có bài bản sẵn rồi. Mấy ông cứ nói như thế thì báo người ta lấy, người ta biết lại thôi. Chứ nói như anh thì gửi anh về làm tránh án anh cũng làm được à? Chẳng cần phải quá huấn luyện nào. Dễ, rất là dễ. Ai làm, ý anh nói là ai làm được hết hả? Bà Nga nó có sẵn trong túi rồi. Rồi, nói về cái vụ pháp luật Việt Nam nha. Ở vụ bà Trương Mỹ Lan thì quý vị biết rồi. Bây giờ người ta kêu án bà tử hình. Thì bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút. Tôi nói là đau cùng, đau xé lòng. Thì quý vị, cái tội của bà, người ta... bà không phải là cán bộ đảng viên. Bà chỉ là cái người làm ăn thôi. Nhưng mà bà vi phạm luật lệ cho nó nhiều lắm. Thì bây giờ bà nói là bà tự nguyện đem hết tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Thì người ta kêu bà án tử hình. Thì chúng tôi chỉ thấy mắc như thế này. Tại sao cán ở Việt Nam người ta hay xem phim bao công đó, thì quý vị có những cái câu là tôi tưởng nó chỉ là trong phim, nhưng mà thực sự nó rất đúng với đời sống, là tri pháp phạm pháp đó, thì tội nó nặng hơn. Bao công thường nói như thế. Thân ngươi là làm quan trị triều đình, hưởng ơn vua lộc nước, mà tri pháp phạm pháp thì tội nặng hơn là thứ dân. Thế thì tại sao chúng tôi thấy là toàn là xử tử những cái người mà không có phải là cán bộ đảng viên, mà cán bộ đảng viên tội rất là nặng. Thì chúng tôi đưa bài báo nó để có một bài báo tiếp theo là chánh án tòa nhân dân tỉnh Kon Tum Đỗ Thị Kim Thư bị kỷ luật cảnh cáo. Thưa quý vị, chánh án đó mà cái bà này phải không có tội là cơ quan này đã áp dụng các điều luật tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ cho hưởng án treo khoản chấp hành hình phạt tù không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hủy sửa nhiều bản án trái quy định pháp luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến các công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đến uy tín của các tổ chức đảng và ngành tòa án tỉnh Kon Tum, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cuối cùng, thưa quý vị, chúng xin lỗi, chúng tôi phải dùng chúng nó xử với nhau cái gì là phó đây là Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo bà Đỗ Thị Kim Thư, bí thư ban cán sự đảng, chánh án tòa nhân dân tỉnh Kon Tum. Ông Nguyễn Tiến Tăng, phó chánh án tòa nhân dân tỉnh Kon Tum bị kỷ luật khiển trách. Thưa quý vị, nó rất là trơ trẽ, nó rất là vô duyên. Mình làm tòa án mà anh, mà mình phạm tội như thế mà ghi ra cái tội rất là nặng, ảnh hưởng tới rất nhiều. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum kiểm điểm nghiêm túc. Thưa quý vị, nghiêm túc đó nha, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị, tức là chúng nó là những cái tội như thế, cảnh cáo và khiển trách, mà trong khi nó người khác thì mang lại sự tử. Thấy quý vị thấy luật pháp Việt Nam này. Trời ơi, cái tin mà bà Trương Mỹ Lan, tôi có bài báo ở đây, báo ở VN Express nói rằng bà khóc và bà hối hận về những cái việc bà làm. Bà có nói rõ cái lý do mà bà khóc, bà vi phạm như vậy đó. Bà này hay cái chỗ là bà khóc, nhưng mà bà khóc vì thấy cái lỗi lầm của mình. Bà xin lỗi, nhưng mà xin lỗi những người mà vì bà, vì việc làm của bà mà bị liên đới trách nhiệm, bây giờ phải chịu cảnh tù tội giống như bà ấy, chẳng hạn như vậy. Hay những người mà có thể là thiệt vì cái thiệt hại vấn đề tài sản, mà khi mà bà ấy làm việc như vậy thì nó ảnh hưởng đến tài sản tiền bạc của người ta, bà xin lỗi những người đó. Bà này bà ấy đặc biệt là cha tòa ít nhất bà cũng không có xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước như vậy, xin lỗi nước như vậy. Bà thực sự bà ấy nói tại vì bà ấy là người thiếu hiểu biết về vấn đề pháp luật, cho nên khi bà ấy làm bà ấy, nó cuốn vào cái vòng anh biết nhà buôn mà có tiền thì cứ làm, có tiền thấy là có tiền, có lợi cho mình làm thôi, mà không biết là cái việc làm của mình nó vi phạm pháp luật. Thì chính là cái công việc của những người thanh tra là phải nhắc nhở người ta,
phải không ạ? Anh làm cái đó là không được, anh làm cái này là không được, anh làm cái này là không được, chị làm cái này là không có đúng, có thể là đi tù vân vân và vân vân, hình phạt rất là nặng. Mình không nhắc nhở người ta, cứ để cho người ta làm. Đến lúc mà không ăn được nữa thì đưa người ta vào tù. Bây giờ nhắc nhở thì nó lấy gì đưa cho mình ăn? Nó buồn cười. Nhắc nó rồi nó về lấy gì? Nhiệm vụ của nhà nước làm gì? Mở thanh tra ngân hàng làm gì? Thì ăn. Để kiếm tiền. Kiếm ăn thôi. Nhà nước chỉ kiếm ăn thôi, chắc là cái tích sự gì cả. Rồi thưa quý vị, nhưng mà khi bà Trương Mỹ Lan đó, bà ra bà nói chuyện, mình còn thấy được cái tư cách của bà. Yeah. Còn hơn là cán bộ đã viên ra cái khóc lóc rồi nó ơi, rồi là cha già mẹ yếu rồi con thơ rồi muốn được về gần gũi gia đình phụng dưỡng cha mẹ, thì cái việc nó trơ trẽn à. Mà mình là cán bộ đảng viên, mình được giáo dục. Yeah. Là chí khí kiên cường của người cán bộ à. Nhưng mà không có đâu, có đâu mà kiên cường. Thì cháy nhà nó mới ra mặt chuột nữa. Rồi thưa quý vị, rất tiếc là chúng ta không có đủ thời giờ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.